Chiều tối ngày 22 tháng 5, Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình tri ân trưởng thành Minh Khai lần thứ 7 với hàng loạt hoạt động ý nghĩa và sâu sắc. Bên cạnh những tiết mục văn nghệ được các học sinh kỳ công chuẩn bị, trường còn mang đến những giây phút lắng động nhằm tạo cơ hội cho học sinh tri ân cha mẹ, thầy cô. Trong giờ khắc chia tay ấy, những giọt nước mắt đã rơi thật nhiều. Có người khóc vì tiếc nuối tháng ngày học sinh đã qua, cũng có người khóc vì biết sau hôm nay mình đã lớn và có nhiều trọng trách khác cần hoàn thành. Thời gian qua, những thời gian mình dành cho bạn bè nó vẫn chưa đủ. Những thời gian gọi là dành cho bạn bè, thầy cô, lớp em vẫn chưa đủ. Em vẫn muốn có thật nhất là thời gian của em đã hơn. Cô Minh Khai nó giống như là một thành tựu to lớn với em, và em chắc chắn vẫn sẽ tạo rất nhiều kỷ niệm với bạn em cũng như là với các thầy cô nữa. Hiện nay là em xin cảm ơn mọi người đã tạo cho em rất nhiều kỷ niệm thật là vui ở tại đây ạ. Những điều mà cha mẹ đã dành cho chúng con sẽ không bao giờ quên công lao, tình thương và những giá trị cha mẹ đã truyền đạt. Hãy yên tâm rằng chúng con sẽ luôn biết ơn, luôn trân trọng và luôn cố gắng hết mình để trở thành những người tử tế, biết sống trân trọng mình và trân trọng người trong cùng quốc gia. Có một lần thì hôm đó trời mưa rất là to và em đã đứng đợi rất là lâu. Khi đó thì mẹ em cũng đội mưa tới đón em, nhưng mà em đã lỡ cằn nhằn và lớn tiếng với mẹ, và tối hôm đó em đã không ăn cơm ở nhà, nên là em cảm thấy như là rất là có lỗi với mẹ, vì hôm đó mẹ em cũng phải làm về trễ, nhưng mà em lại nói ra những lời gây rất là tổn thương đối với mẹ. Thì nhân đợt này thì con cũng xin chân thành xin lỗi mẹ vì những gì con đã nói ra cũng như là khiến mẹ tổn thương rất nhiều. Con xin hứa sẽ cố gắng hết mình trên chặng đường tiếp theo, trên đại học và cũng như khi ra đời, để cố gắng thật nhiều bù đắp lại công ơn mà mẹ đã dành cho con trong suốt thời gian vừa qua ạ. Chúc con luôn luôn vững tin trên cái hành trình sắp tới, và chúc con đạt được mọi những ước mơ mong muốn của mình. Trên hành trình sắp tới sẽ là một chặng đường rất dài, và ở đó con sẽ nhận rất nhiều trải nghiệm, rất nhiều bài học, và mẹ tin rằng là con sẽ thành công. Mẹ thì có một mong muốn, đó là mong con luôn luôn tự tin nhiều hơn và đi chơi game hơn, tập trung vào học, bởi vì đây sẽ là cái kỳ thi quyết định, và mẹ tin con sẽ đạt được cái mong muốn của mình. Ba năm học nổi tiếng nhất là cái năm mà tụi em vào lớp 10 á, thì là cái năm đó là năm dịch Covid, cho nên là tụi em chỉ được gặp nhau qua màn ảnh thôi, qua màn hình vô tính thôi, cho nên là cái khoảng thời gian đó mà để tụi em gọi là có sự gắn kết với lớp này kia thì nó không được quá dài giống như mọi cái thành thế trước là được 3 năm, mà tụi em chỉ được có gần 2 năm là 3 năm, gần 3 năm 2 năm rưỡi à. Thì cái đó là cái mà em luyến tiếc nhất, là cho cái thời gian mà ngàn ngày tại Bình Khai tụi em nó ngắn hơn. Em mong là tất cả các thành viên trong lớp của em thì khắp sau này mọi người sẽ luôn là thành công và luôn hạnh phúc và hài lòng với những thành viên mà mọi người đạt được. Và sau khi ra trường thì em hy vọng là các bạn trong lớp thì mọi người cũng sẽ nhớ nhau. Có thể là mỗi năm học lớp, hoặc là 5 năm học lớp, hoặc 10 năm học lớp thì cũng sẽ được gặp lại đầy đủ các thành viên trong lớp của em.